Đây là món nòng nọc nướng than của Estafert. Nhìn vẻ mặt của anh ấy có thể đoán rằng món này hấp dẫn đến mức độ nào. Xin chào các bạn, mình là Sói Ngốc. Tiếp tục là video sinh tồn của Estafert theo sự sắp xếp của tổ chương trình. Anh ấy đã đi trực thăng miễn phí đến dãy núi Andes. Đây là một trong số ít vùng hoang dã trên thế giới, độ cao lên tới vài nghìn mét. Vừa hạ cánh, anh nở một nụ cười công nghiệp để tạm biệt ekip. Thử thách càng khó, anh ấy càng có thể kích thích các kỹ năng sinh tồn của mình. Vẫn theo quy tắc cũ, lần này vẫn không mang theo dụng cụ gì, chỉ dựa vào cái đầu hói để hoàn thành thử thách. Chuẩn bị xong, anh lập tức đặt ra một mục tiêu nhỏ. Trong 10 ngày cần phải bổ sung protein. Lúc này nhiệt độ lên đến 40 độ, đi được một lúc mồ hôi đã chảy khắp người. May mắn trước mặt có dòng suối chảy xiết, nhìn qua có vẻ sạch sẽ và hợp vệ sinh. Anh ấy vội uống vài hớp. Oh my god, hương vị như uống nước lọc ở nhà. Anh ấy rất hài lòng với phần mở đầu đẹp như mơ này. Một lúc sau, nhìn xung quanh anh thấy có điều lạ. Bây giờ rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng tuyết trên núi vẫn còn rất nhiều. Một khi mặt trời lặn nhiệt độ sẽ giảm mạnh, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị đóng băng vào ban đêm. Đi đến một đồi núi, anh ấy đã kiểm tra kỹ lưỡng, xung quanh có gió và cây cối rậm rạp, là nơi tốt để cắm trại, tranh thủ lúc mặt trời chưa lặn cần nhanh chóng đốt lửa. Nhổ hai giọt dãi để làm mát tay, anh ấy lại tiếp tục công việc cũ, chỉ cần chọc một cái que vào lỗ và ma sát. Anh cảm thấy phấn khích khi đốt lửa thành công, trong nháy mắt, trời đã tối sầm lại. Đêm nay anh đành ngủ ngoài trời với đống lửa. Buổi tối ở nơi quỷ quái này rất lạnh, anh ấy bị cái lạnh làm tỉnh giấc, toàn thân co giật vì lạnh, chiếc ba lô bên cạnh còn xui xẻo hơn, nó đã đông cứng lại, cũng may là anh ấy đã nhóm được lửa từ sớm, nếu không thật khó có thể sống sót đến bình minh, khi mặt trời mọc, nhiệt độ trong cơ thể cuối cùng cũng khôi phục lại một chút. Để bù đắp cho những gì đã trải qua, anh định đi kiếm chút gì ăn đỡ. Đã hai ngày không ăn gì, anh nghĩ ngay đến cỏ của heo rừng. Mình không biết có ngon không nhưng thấy anh ăn rất sảng khoái. Không biết một số blogger ẩm thực sẽ nghĩ như thế nào về cảnh ăn uống này. Phải biết rằng trong cỏ dại chứa rất nhiều acid oxalic, một khi ăn quá nhiều sẽ không tốt. Vì vậy anh ấy vẫn cần tìm một số protein để bổ sung. Đi đến một con lạch, có một con cá không sợ chết đang nhàn nhã phơi nắng. Anh vội vàng nhảy xuống nước, muốn bắt con cá bằng tay không. Nhưng không may cái đuôi của cá hồi quá mượt, xém là bắt được nó. Và sau 3 giờ mò mẫm, anh ấy thậm chí không nhìn thấy lông cá. Lúc này sau lưng anh có cảm giác nóng rát. Nhìn kỹ thì không khác gì da heo quay. Nếu không xử lý kịp thời, có khả năng sẽ bị nhiễm bệnh. Anh không muốn tốn kém khi phải nằm viện. Vì thế anh ấy đành quay lại với chiếc ba lô. Anh ấy vội mặc lại chiếc áo đã cất từ lâu, rồi gieo mình xuống dòng nước lạnh giá. Giờ khắc này, anh ấy cũng nhận biết được hai thế giới băng và lửa. Rút ra bài học từ tối hôm qua bị lạnh cóng, hiện tại phải dựng lều chắn gió, cẩn thận tính toán hướng gió. Dưới bàn tay khéo léo của anh ấy, đống củi rảnh rỗi lập tức biến thành một cái lán nhỏ, chiều dài tuy hẹp nhưng bà hàng xóm tới ở cũng vừa vặn. Đã hàng chục giờ kể từ khi bắt đầu thử thách, anh ấy vẫn chưa bổ sung chất đạm. Trên đường đi kiếm ăn, anh tìm thấy một bộ xương khô, đoán rằng đây là xương của một con hươu. Khúc xương này có rất nhiều tủy trong đó, có thể nấu một nồi súp. Nhìn thấy dấu chân to trên mặt đất, anh ấy nghĩ lại cũng sợ. Tốt hơn hết là nên rời đi càng sớm càng tốt. Khi đi ngang qua con lạch, một đàn nòng nọc mới sinh đang tìm mẹ. Anh nảy sinh ý định, chộp lấy một con không nhịn được nhét vào miệng. Mùi vị có vẻ không ngon nên anh sẽ bắt hết về để chế biến. Đây là lần đầu tiên anh ấy nấu món này. Anh sẽ thử ăn một lần. Vừa ăn được một ít, anh đã biểu hiện một vẻ mặt ghê tởm. Mùi vị thật sự không ngon chút nào, không bao lâu sau liền có phản ứng dữ dội. Nếu không có một bữa ăn ngon, anh ấy có thể khó hoàn thành thử thách. Đáng kinh ngạc, anh ấy tình cờ mò thêm một vài lần, và anh ấy đã bắt được một con cá. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh ấy là biết anh vui đến chừng nào rồi. Sợ cá chết ảnh hưởng đến mùi vị nên anh xây một hồ chứa nhỏ gần trại. Trở lại con lạch một lần nữa, anh lại bắt được một con cá khác to hơn. Khó có từ nào có thể miêu tả niềm sung sướng lúc này. Anh tiếp tục bỏ nó vào hồ chứa. Sợ hai con cá ở trong hồ sẽ buồn, nên anh ấy quay lại con lạch để cố gắng bắt thêm vài con nữa. Anh ấy dự định làm một dụng cụ câu cá, dùng búa tự chế đập vào chân hươu đã ngâm nước, sau đó vặn nhẹ. Chẳng mấy chốc một dây câu đã ra đời. Anh kiếm được vài quả trứng kiến làm mồi và nhanh chóng móc lên dây câu. Đứng trong gió và đóng băng hàng giờ, trong tuyệt vọng, anh quay trở lại trại, sưởi ấm cơ thể và tiếp tục đi đến con lạch câu cá. Không biết là do bản thân hay là mồi không đủ hấp dẫn, hay liên tiếp mấy điểm, cũng không có cá cắn câu. Anh ấy không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Không câu được thì anh sẽ thiết kế một cái bẫy. Đây có thể xem là thiết bị câu cá tự động. Một khi con cá cắn câu thì nhất định sẽ không thoát được. Tranh thủ thời gian đi khám phá xung quanh, anh tìm thấy một loại quả màu xanh. Mùi vị của thứ này thực sự không tệ, tốt hơn nhiều so với quả việt quất. Sau đó anh ấy đi kiểm tra cái bẫy. Anh nở một nụ cười, quả nhiên có một con cá đã bị treo lên. Anh nhanh chóng gỡ nó xuống và đưa vào hồ chứa. Không ngờ nó lại chạy thoát.
anh ấy tức giận đến mức lên cơn động kinh. Sau một hồi lăn lộn dưới nước, cuối cùng con cá cũng thoát được kiếp nạn. Để giải tỏa cơn giận, anh liền chút lên mấy con cá còn lại, nướng lên tất cả, một bữa ăn thịnh soạn đã sẵn sàng. Anh cũng chuẩn bị một đĩa trái cây để tự thưởng cho bản thân. Chỉ trong 3 phút anh đã ăn hết tất cả. Thời gian trôi, chớp mắt đã đến ngày cuối cùng. Anh ấy xõa tóc và lên đường về nhà.